software engineer thì phải cần phải chuẩn bị cho mình một cái kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc dữ liệu và về giải thuật. Ngoài ra thì để làm việc với các cơ quan hành pháp thì công ty cũng sẽ có những cái khóa đào tạo cho các bạn về nghiệp vụ liên quan. Còn về Big Data thì các bạn sẽ cần phải có kiến thức nhiều về xử lý cơ sở dữ liệu cũng như là về căn bản về toán học. Mình cần kỹ năng chuyên môn, mình cần show được là mình có potential để grow, nhưng mà đồng thời mình cũng phải đạt được những cái kỹ năng mềm nhất định, ví dụ như về giao tiếp, về cách hòa nhập với team chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó đều rất là quan trọng. Để làm được một cái sản phẩm AI thành công thì các bạn engineer phải thực sự nắm rõ về cái nhiệm vụ của sản phẩm mà mình xây dựng lên, đồng thời là cũng phải có một cái kiến thức về giải thuật và về toán học thực sự vững chắc để mình có thể mình đưa ra những cái model mà nó thực sự có cái giá trị cao cho phục vụ cho AI. Thực ra thì nếu mà người manager là người thực sự giỏi và có thể định hướng được cho team thì đó là một điều rất là tốt. Theo anh thì người manager giỏi là người có thể giúp cho các bạn team member của mình thể hiện tất cả những khả năng của mình có thể có. Đầu tiên là mình sẽ support team member của mình để nói chuyện với team member, coi là team member đang có bị problem gì, blocker gì, mình có thể help, mình discuss. Rồi cái long term hơn thì mình sẽ cố gắng mình align cái mục tiêu của team, mục tiêu của cá nhân, để mà mình assign người vào những cái project, những cái product phù hợp, và mình làm sao mà mình đảm bảo là cái team có thể deliver được cái product đúng hẹn. Anh nghĩ là mọi người sẽ học được cái mindset, mình thay đổi cái mindset luôn. Một khi mình làm với một công ty Việt Nam sẽ khác, mà làm với công ty nước ngoài sẽ khác. Cái nữa là về giao tiếp, nhưng mà ở đây thì một khi mà mình sống, mình làm việc trong một cái môi trường chuyên nghiệp thì mình học cái cách giao tiếp sao cho mà nó hiệu quả. Rồi với cái sự được làm việc chung với những cái bạn ở Mỹ thì anh nghĩ là mấy bạn trẻ ở đây grow cũng khá là nhanh. Anh đánh giá là mấy bạn engineer Việt Nam có rất là nhiều potential, chẳng qua là nếu mà để đúng vào một cái môi trường phù hợp thì người ta sẽ grow được tốt hơn.